Quyển y, một a, triều liệt đại phu, quốc tử giám tư nghiệp, kiêm sử quan tu soạn, thần Ngô Sĩ liên biên xét thời hoàng đế dựng muôn nước, lấy địa giới giao chỉ về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách Việt. Vua Ngưu Sai hi thị một đến ở Nam giao hai để định đất giao chỉ ở phương Nam. Vua Vũ chia chín châu ba thì Bách Việt bốn thuộc phần đất châu Dương, giao chỉ thuộc về đấy. Từ đời thành vương nhà Chu, năm 1063 năm 1026 trước công nguyên, một b tên Húy là Lộc Tục, con cháu họ thần nông 6, Nhâm Tuất, năm thứ 17, xưa cháu ba đời của viêm đế họ thần nông là đế Minh sinh ra đế Nghi, sau đế Minh nhân đi tuần phương Nam, đến ngũ lĩnh 8 lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra vua Kinh Dương Vương, vua là bậc thánh trí thông minh, đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi, vua cố nhường cho anh, không dám vâng mệnh, đế Minh mới lập đế Nghi là con nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho vua làm Kinh Dương Vương cai quản phương nam gọi là nước xích quỷ vua lấy con gái động đình quân tên là thần long chín sinh ra lạc long quân xét đường kỷ chép thời kinh dương có người đàn bà chăn dê tự xưng là con gái út của động đình quân lấy con thứ của kinh xuyên bị bỏ viết thư nhờ liễu nghị tâu với động đình quân thế thì kinh xuyên và động đình đời đời làm thông gia với nhau đã từ lâu rồi lạc long quân hai a tên húy là sùng lãm con của kinh dương vương vua lấy con gái của đế lai là âu cơ sinh ra trăm con trai Tục truyền sinh trăm trứng Là tổ của Bách Việt Một hôm, vua bảo Âu cơ rằng Ta là giống rồng, nàng là giống tiên Thủy hỏa khác nhau, trung hợp thật khó Bèn từ biệt nhau Chia 50 con theo mẹ về núi 50 con theo cha về ở miền Nam Có bản chép là về Nam Hải Phong cho con trưởng làm hùng vương Nối ngôi vua Sử thần ngô sĩ Liên nói Khi trời đất mới mở mang Có thứ do khí hóa ra Đó là bàn cổ thị có khí hóa ra rồi sau có hình hóa không thứ gì ngoài hai khí âm dương cả kinh dịch nói trời đất nung ủ vạn vật thuần hóa được cái hợp tinh vạn vật hóa sinh mười cho nên có vợ chồng rồi sau mới có cha con có cha con rồi sau mới có vua tôi hai b nhưng thánh hiền sinh ra tất có khác thường đó là do mệnh trời nuốt trứng chim huyền điểu mà sinh ra nhà thương mười một dẫm vết chân người khổng lồ mà giấy nhà chu mười hai đều là ghi sự thực như thế, con cháu thần nông thị là đế minh lấy con gái vụ tiên mà sinh kinh dương vương, tức là thủy tổ của Bách Việt, vương lấy con gái thần long sinh ra lạc long quân, lạc long quân lấy con gái đế lai mà có phúc lành sinh trăm con trai, đó chẳng phải là cái đã gây nên cơ nghiệp của nước Việt ta hay sao, xét sách thông giám ngoại kỷ 4, một ba nói, đế lai là con đế nghi, cứ theo sự ghi chép ấy thì kinh dương vương là em ruột đế nghi, thế mà kết hôn với nhau, có lẽ vì đời ấy còn hoang sơ lễ nhạc chưa đặt mà như thế trang Hùng Vương, ba a con lạc Long Quân, không rõ tên Húy, 14, đóng đô ở Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc, 15, Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, nước này đông giáp biển Nam Hải, Tây đến Ba Thục, Bắc đến Hồ Động Đình, Nam giáp nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam, chia nước làm 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức đều là đất thần thuộc của Hùng Vương, còn bộ gọi là Văn Lang là nơi vua đóng đô 16, đặt tướng văn gọi là Lạc hầu, tướng võ gọi là Lạc tướng, chữ Lạc tướng, sau chép sai là Hùng tướng 17, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mị Nương quan coi việc gọi là bổ chính, đời đời cha truyền con nối, gọi là phụ đạo, vua các đời đều gọi là hùng vương, bấy giờ dân ở rừng núi thấy ở sông ngòi khe suối đều có tôm cá, nên rủ nhau đi bắt cá để ăn, thường bị thuồng luồng làm hại, ba bê, đến thưa với vua, vua nói, người man ở núi khác với các loài thủy tộc, các thủy tộc ấy ưa cùng loài mà ghét khác loài, cho nên mới bị chúng làm hại, rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái ở mình từ đấy thuồng luồng trông thấy không cắn hại nữa tục vẽ mình của người bách việt có lẽ bắt đầu từ đấy đời hùng vương thứ sáu ở hương phù đồng bộ vũ ninh có người nhà giàu sinh một con trai đến năm hơn ba tuổi ăn uống béo lớn nhưng không biết nói cười gặp lúc trong nước có tin nguy cấp vua sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc ngày hôm ấy đứa trẻ bỗng nói được bảo mẹ ra mời thiên sứ vào nói xin cho một thanh gươm một con ngựa vua không phải lo gì vua ban cho gươm và ngựa đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Vũ Ninh 18, quân giặc tự quay giáo đánh lẫn nhau, chết rất nhiều, bọn sống sót đều giạp lạnh, tôn gọi đứa trẻ ấy là thiên tướng, liền đến xin hàng cả. Đứa trẻ phi ngựa 4A lên trời mà đi, vua sai sửa sang chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập đền thờ, tuế thời cúng tế. Về sau, Lý Thái Tổ Phong là sung thiên thần vương, đền thờ ở cạnh chùa Kiến Sơ, hương phù đồng. Thời thành Vương nhà Chu, năm 1063 năm 1026 trước công nguyên, nước Việt ta lần đầu sang thăm nhà Chu, không rõ vào đời hùng vương thứ mấy, xưng là Việt thường thị hiến chim trĩ trắng, Chu Công nói, chính lệnh không ban đến thì người quân tử không coi người ta là bề tôi của mình, rồi sai làm xe chỉ nam đưa sứ giả về nước. Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái gọi là Mị Nương, nhan sắc xinh đẹp, thục vương nghe tiếng, đến cầu hôn, vua muốn gả, nhưng Hùng hầu can rằng, họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân làm cớ mà thôi. Thục vương vì chuyện ấy để bụng oán giận, vua muốn tìm người xứng đáng để gả, bảo các bề tôi rằng, đứa con gái này là giống tiên, người nào có đủ tài đức mới cho làm rể, bấy giờ có hai người từ ngoài đến, lại dưới sân để cầu hôn, vua lấy làm lạ, hỏi thì họ thưa rằng một người là bốn b sơn tinh, một người là thủy tinh, đều ở trong cõi cả, nghe nhà vua có thánh nữ, đánh bạo đến xin lĩnh mệnh, vua nói, ta có một người con gái, lẽ nào lại được cả hai rể hiền, bèn hẹn đến ngày hôm sau, ai đem đủ xính lễ đến trước thì gà cho người aí hai người vâng lời, lại tạ ra về. Hôm sau, Sơn Tinh đem các đồ châu báu vàng bạc, chim núi thú rừng đến dâng Vua y hẹn gà con cho, Sơn Tinh đón vợ về ở ngọn núi cao trên núi Tản Viên. Thủy Tinh cũng đem xính lễ đến sau, giận tiếc là không kịp, bèn kéo mây làm mưa, dâng nước tràn ngập, đem các loài thủy tộc đuổi theo. Vua cùng Sơn Tinh lấy lưới sắt trang ngang thượng lưu sông từ liêm 19 để chặn lại. Thủy Tinh theo sông khác, từ ly nhân vào chân núi Quảng Oai 20 rồi theo dọc bờ lên cửa sông Hát ra sông lớn 21 mà rẽ vào sông Đà để đánh tản viên, nơi nơi đào sâu thành vực thành trầm, chứa nước để mưu đánh úp, sơn tinh có phép thần biến hóa, gọi 5A, 22 người man đan tre làm rào chắn nước, lấy nỏ bắn xuống, các loài có vẩy và có vỏ chúng tên đều chạy trốn cả rốt cuộc thủy tinh không thể xâm phạm được núi tản viên tùng truyền sơn tinh và thủy tinh từ đấy về sau đời đời thù oán mỗi năm mùa nước to thường vẫn đánh nhau núi tản viên là dãy núi cao của nước việt ta sự linh thiêng rất ứng nghiệm mị nương đã lấy sơn tinh thục vương tức giận dặn lại con cháu phải diệt văn lang mà chiếm lấy nước đến đời cháu là thục phán có dũng lực bèn đánh lấy nước sử thần ngô sĩ liên nói thời hùng vương đặt chư hầu để làm phên dậu, chia nước làm 15 bộ, ở 15 bộ ấy đều có trưởng và tá, vua theo thứ bậc cắt đặt các con thứ để cai trị, nói 50 con theo mẹ về núi, làm sao biết không phải là như thế, vì mẹ làm quân trưởng, các con đều làm chúa một phương, cứ xem như tù trưởng người man ngày nay xưng là nam phụ đạo, nam b nữ phụ đạo, nay bản chiều đổi chữ phụ đạo gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thành chữ phụ đạo gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch gạch dưới gạch dưới gạch dưới thì có lẽ đúng như thế còn như việc sơn tinh thủy tinh thì rất là quái đản tin sách chẳng bằng không có sách hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi trở lên là kỷ hồng bàng thị từ kinh dương vương được phong năm nhâm tuất cùng thời với đế nghi truyền đến cuối thời vua hùng vương ngang với đời noãn vương nhà chu năm thứ 57, năm mươi bảy năm hai trăm trước công nguyên là năm quý mão thì hết tất cả hai nghìn sáu trăm hai mươi hai năm hai tám bảy chín hai năm tám tcn k i n h a -t -h -u -c an dương vương họ thục tên húy là phán người ba thục hai mươi ba ở ngôi năm mươi năm đóng đô ở Phong Khê, nay là thành cổ loa, 6A, Giáp Thìn, năm thứ nhất năm 257 trước công nguyên, Chu Noãn Vương năm thứ 58, vua đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, trước kia vua nhiều lần đem quân đánh Hùng Vương, nhưng Hùng Vương binh hùng tướng mạnh, vua bị thua mãi, Hùng Vương bảo vua rằng, ta có sức thần, nước thục không sợ ư, rồi Hùng Vương bỏ không sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống vui chơi, quân thục kéo sát đến nơi, hãy còn say mềm chưa tỉnh rồi thổ huyết nhảy xuống giếng chết quân lính quay giáo đầu hàng thục vương Bấy giờ thụng vương đáp thành ở Việt Thường, rộng nghìn trượng, cuốn tròn như hình con ốc, cho nên gọi là loa thành 24, lại có tên là thành Tư Long, người nhà đường gọi là thành Côn Lôn, vì thành rất cao 25, thành này cứ đắp xong lại sụt, vua lấy làm lo, mới trai giới khấn trời đất và thần kỳ núi sông, rồi khởi công đắp lại, bính ngọ, năm thứ ba, năm 255 trước công nguyên, động chu quân năm thứ nhất, mùa xuân, tháng ba, chợt có thần nhân đến cửa thành, trò, 6B, vào thành, cười mà nói rằng, đắp đến bao giờ cho xong, vua mời vào điện hỏi, thần nhân trả lời, cứ đợi giang sứ đến, rồi cáo từ đi ngay, sáng hôm sau, vua ra cửa thành, quả thấy có con rùa vàng bơi trên sông từ phía đông đến, xưng là giang sứ, nói được tiếng người, bàn được việc tương lai, vua mừng lắm, để vào mâm vàng, đặt mâm lên trên điện, vua hỏi về nguyên do thành sụp, rùa vàng đáp, đó là do tinh khí núi sông vùng này bị con vua trước phụ vào để báp thù nước, nấp ở núi thất diệu, trong núi có con quỷ, đó là người con hát thời trước chôn ở đấy hóa làm quỷ, cạnh núi có cái quán, chủ quán tên là Ngộ Không, có một đứa con gái và một con gà trắng, đó là dư khí của tinh, phàm người qua lại ngủ đêm ở đấy đều phải chết vì bị quỷ làm hại chúng có thể gọi nhau họp đàn lũ làm cho sụp thành nếu giết con gà trắng để trừ tinh khí ấy thì thành tự nhiên được bảy a bền vững vua đem rùa vàng đến quán ấy giả làm người ngủ trọ chủ quán nói ngài là quý nhân xin đi ngay chớ lưu lại đây mà bị họa vua cười nói sống chết có mệnh ma quỷ làm gì nổi rồi ngủ lại quán đến đêm nghe tiếng tinh quỷ từ ngoài đến gọi mở cửa rùa vàng liền quát mắng quỷ không vào được đến khi khi gà gáy thì lũ quỷ tan chạy hết rùa vàng xin vua đuổi theo tới núi thất diệu thì tinh khí biến mất vua trở về quán sáng sớm chủ quán tưởng vua đã chết rồi gọi người đến để khâm liệm đem chôn thấy vua vẫn vui vẻ cười nói chủ quán liền sụp lại nói ngài làm sao được như thế tất phải là thánh nhân vua xin con gà trắng giết để tế gà chết con gái chủ quán cũng chết theo vua liền sai người đào núi thấy có nhạc khí cổ và xương người đem đốt thành cho giải xuống sông yêu khí mới mất hẳn từ đấy đắp thành không bảy bê quá nửa tháng thì xong rùa vàng cáo từ ra về vua cảm tạ hỏi rằng đội ơn ngài thành đắp đã vững nếu có giặc ngoài đến thì lấy gì mà chống giữ rùa vàng bèn chút chiếc móng trao cho vua vua và nói, nước nhà yên hay nguy đều do số trời, nhưng người cũng nên phòng bị, nếu có giặc đến thì dùng móng thiêng này làm lẫy nỏ, nhằm vào giặc mà bắn thì không phải lo gì. Vua sai bề tôi là cao lỗ, có sách chép là cao thông 26, làm nỏ thần, lấy móng rùa làm lẫy, đặt tên là linh quang kim chảo thần nỏ. Cao Vương nhà đường, tức Cao Biển, dẹp nước Nam Chiếu, khi đưa quân về qua châu Vũ Ninh, đêm nằm chiêm bao thấy có người lạ tự xưng là Cao Lỗ, nói, ngày xưa giúp An Dương Vương, có công đánh lui giặc, bị lạc hầu dèm pha, phải bỏ đi, sau khi chết, trời thương không có tội gì, ban cho một giải núi sông này, cho làm chức quản lĩnh đô thống tướng quân, làm chủ mọi việc đánh dẹp giặc giã và mùa màng cầy cấy, nay theo minh công đi dẹp yên quân giặc, lại trở về bản bộ, không có lời từ biệt thì không phải lễ. Cao Vương thức dậy, nói chuyện lại với Liêu Thuộc, có làm bài thơ. Mỹ Hĩ Giao Châu Địa, Du Du Vạn Tải Lai, Cổ Hiền Năng Đắc Kiến, Trung Bất Phụ Linh Đài, Đẹp Thay Đất Giao Châu, Rằng Giặc Trải Muôn Thâu, Người Xưa Nay Được Thấy, hạ tấm lòng bấy lâu, nhâm tý năm thứ 9, năm 249 trước công nguyên, đông chu quân năm thứ 7, bấy giờ có 7 nước là tần, sở, yên, triệu, ngụy, hàn, tề, năm ấy nhà chu mất 8 a canh thìn, năm thứ 37, năm 221 trước công nguyên, tần thủy hoàng lữ chính năm thứ 26, nước tần thôn tính cả 6 nước, xưng hoàng đế, bấy giờ người từ liêm, giao chỉ ta, là lý ông trọng 27 người cao 2 trượng ba thước, lúc ít tuổi đến hương ấp làm lực dịch, bị trưởng quan đánh, bèn bỏ sang nước tần làm quan đến chức tư lệ hiệu úy, thủy hoàng lấy được thiên hạ, sai ông đem quân đóng giữ đất lâm thao 28, uy danh chấn động nước hung nô, khi tuổi già, về làng rồi chết, thủy hoàng cho ông là người kỳ lạ, đúc đồng làm tượng, để ở cửa tư mã ở Hàm Dương, bụng tượng chứa được mấy chục người, ngầm lay thì chuyển động được, hung nô tưởng đó là hiệu úy còn sống, không dám đến xâm phạm triệu xương nhà đường làm đô hộ giao châu đêm thường nằm chiêm bao thấy cùng ông trọng giảng bàn sách xuân thu tả chuyện nhân hỏi chỗ ở cũ rồi dựng đền thờ khi cao vương đi đánh nam chiếu thần thường hiển linh giúp sức cao vương cho sửa lại đền thờ tạc gỗ làm tượng gọi là tượng lý hiệu úy đề ở xã thụy hương huyện từ liêm hai mươi chín đinh hợi năm thứ bốn mươi năm hai trăm bốn trước công nguyên tần thủy hoàng năm thứ ba mươi ba nhà tần phát những người trốn tránh người ở rể tám b người đi buôn ở các đạo gia làm binh sai hiệu úy đổ thư đem quân lâu thuyền sai sử lộc đào ngòi vận lương đi sâu vào đất lĩnh nam đánh lấy miền đất Lục Dương, đặt các quận Quế Lâm, nay là huyện quý của đất Minh, Quảng Tây, 30, Nam Hải, nay là tỉnh Quảng Đông, và tượng quận tức là An Nam, 31, cho Nhâm Ngao, 32 làm Nam Hải úy, Triệu Đà làm Long Xuyên lệnh, Long Xuyên là thuộc huyện của Nam Hải, đem những binh phải tội đồ 50 vạn người đến đóng đồn ở Ngũ Lĩnh, Ngao và Đà Nhân đó mưu xâm chiếm nước ta, chế tế, con trai không có tiền nộp xính lễ, lấy thân ở gửi nhà vợ nên gọi gọi là chuế tế ở gửi rể như cái bướu ở mình người ta là vật thừa lục lương là người lĩnh nam phần nhiều ở chỗ núi rừng trên cạn lục tính người mạnh tận cường lương nên gọi là lục lương Tần Mão, năm thứ 48, năm 210 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng năm thứ 37, mùa đông, tháng 10, Thần Thủy Hoàng mất ở Sa Khâu, Nhâm Ngao và Triệu Đà đem quân sang xâm lấn, Đà đóng quân ở núi Tiên Du, Bắc Giang 33 đánh nhau với vua, vua đem nỏ thần ra bắn, Đà thua chạy, bấy giờ Ngao đem thủy quân đóng ở Tiểu Giang, tức là con sông ở phủ 9A, đô hộ, sau lầm là Đông Hồ, tức là bến Đông Hồ ngày nay, 30 Bốn, vì phạm thổ thần nên bị bệnh phải rút về nhâm ngao bảo đà rằng nhà tần sắp mất dùng mưu kế đánh phán thì có thể dựng nước được đà biết vua có nỏ thần không thể địch nổi bèn lui giữ núi vũ ninh sai sứ đến giảng hòa vua mừng bèn chia từ bình giang nay là sông thiên đức ở huyện đông ngàn trở lên phía bắc thuộc quyền cai trị của đà trở về phía nam thuộc quyền cai trị của vua đà sai con là trọng thủy vào hầu làm túc vệ cầu hôn con gái vua vua là Mị Châu, vua bằng lòng trọng thủy dỗ Mị Châu để xem trộm nỏ thần, rồi ngầm bẻ gãy lẫy nỏ, thay cái khác vào, giả vờ về Bắc thăm cha mẹ, bảo Mị Châu rằng, ân tình vợ chồng không thể quên nhau, nếu lỡ hai nước không hòa, Nam Bắc cách biệt ta lại tới đây thì làm thế nào mà tìm thấy nhau, Mị Châu nói, thiếp có cái nệm gấm lông ngỗng, thường mang theo mình, đi đến đâu thì rút lông ngỗng rác ở chỗ đường rẽ để làm dấu, trọng thủy về báo cho đà biết. 9B, Quý Tỵ năm thứ 50, năm 208 trước công nguyên, tần nhị thế hồ hợi, năm thứ hai nhâm ngao ốm sắp chết, bảo đà rằng, tôi nghe nói bọn Trần Thắng làm loạn, lòng dân chưa biết theo về đâu, đất này ở nơi xa lánh, sợ bọn giặc xâm phạm đến đây, muốn cùng ông chặt đường, đường vào đất Việt do nhà tần mở, tự phòng bị, đợi xem chư hầu biến động thế nào, đến khi ốm nặng, lại nói, đất phiên ngung, nhà Hán gọi là Nam Thành, dựa núi cách cách sông đông tây dài mấy nghìn dặm và có người tần cùng giúp cũng đủ dựng nước giấy vương làm chủ một phương các trưởng lại trong quận này không người nào đáng cùng mưu bàn cho nên tôi gọi riêng ông để bảo rồi ngao lấy đà thay mình ngao chết đà liền gửi hịch đến các cửa ải hoành phố dương sơn Hoàng Khê nói: "Quân giặc sắp đến, phải gấp chặt đường, họp binh tự giữ." Hịch đến nơi, các châu quận đều hưởng ứng. Bấy giờ Đà giết hết các trưởng lại do nhà Tần đặt, đem thân thích phe cánh thay làm thú lệnh. Đà đem quân đến đánh vua, vua không biết lẫy nỏ đã mất 10 a, ngồi đánh cờ cười mà bảo: "Đà không sợ nỏ thần của ta sao?" Quân của Đà tiến sát đến nơi, vua Dương Nỏ thì lẫy đã gãy rồi, vua thua chạy, để Mị Châu ngồi trên ngựa cùng chạy về phía nam trọng thủy nhận dấu lông ngỗng đuổi theo vua đến bờ biển hết đường mà không có thuyền liền gọi rùa vàng mấy tiếng mau đến cứu ta rùa vàng nổi lên mặt nước mắng rằng kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy sao không giết đi vua rút gươm muốn chém mị châu mị châu khấn rằng trung tín chọn tiết bị người đánh lừa xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này cuối cùng vua vẫn chép mị châu máu chảy loang mặt nước loài chai nuốt vào bụng hóa làm hạt minh châu vua cầm sừng tê văn dài bảy tấc xuống biển mà đi tức như ngày nay gọi là sừng tê rẽ nước tục truyền núi dạ sơn xã cao xá ở diễn châu là nơi ấy trọng thủy đuổi theo đến nơi thấy mị châu đã chết thương khóc ôm xác đem về chôn ở loa thành hóa làm đá ngọc trọng thủy nhớ tiếc mị châu trở lại chỗ mị châu 10 b tắm gội trang điểm khi trước thương nhớ không nguôi cuối cùng nhảy xuống giếng mà chết người sau được hạt minh châu ở biển đông lấy nước giếng ấy mà rửa sắc ngọc càng sáng hơn Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, chuyện rùa vàng đáng tin chăng, chuyện thần giáng đất sần 35, chuyện đã biết nói 36 cũng có thể là có, vì việc làm của thần là dựa theo người, thác vào vật mà nói năng, nước sắp thịnh, thần minh giáng để xem đứa hóa, nước sắp mất, thần cũng giáng để xét tội ác, cho nên có khi thần giáng mà hưng, cũng có khi thần giáng mà vong, an dương vương hưng công đắp thành có phần không rẻ đặt sức dân, cho nên thần thác vào rùa vàng để gian bảo, chẳng phải là vì lời oán trách động dân mà thành ra như thế ư, ừ, nhưng thế cũng còn là khá, đến như lo họa hoạn về sau mà nài xin với thần, thì lòng riêng đã nảy lòng riêng một khi nảy mầm thì lẽ trời theo đó mà mất 11 a à, sao thần lại chẳng gieo cho tai họa rùa vàng chút móng thiêng trao cho bảo là có thể đánh lui được quân địch đó là mầm họa chăng như chuyện thần ban cho nước quắc ruộng đất mà sau đó nước quắc cũng mất theo sau an dương vương quả nhiên như vậy thế chẳng phải là thần theo người mà hành động sao nếu không có lời nài xin với rùa vàng cứ theo đạo lý mà làm biết đâu quốc thống lại chẳng được lâu dài đến như chuyện mị châu rắc lông ngỗng chỉ đường thì chưa chắc đã có, nếu có thì chỉ một lần là phải, thế mà sau này con gái triệu Việt Vương lại bắt trước mà cũng nói như thế, là làm sao, có lẽ người chép xử cho rằng nhà thục và nhà triệu mất nước đều do con rể, cho nên nhân một việc mà nói hai lần chăng, thế thì việc ma quỷ làm đổ thành cũng đáng tin sao, trả lời rằng, đại loại cũng như chuyện bá hữu làm quỷ dữ, sau người nước trịnh lập con cháu của hữu, hồn của hữu, có chỗ nương tựa rồi thì hết 37, thế là trừ bỏ yêu khí, quỷ không, 11B, có chỗ phụ vào nữa thì phải thôi, đến như sử chép an dương vương bại vong là do nỏ thần bị đổi lẫy, triệu việt vương bại vong vì mũ đâu mâu mất móng rồng, đều là mượn lời để cho vật trở thành thiêng mà thôi, đại phàm việc giữ nước chống giặc tự có đạo lý của nó, đúng đạo lý thì được nhiều người giúp mà nước hưng, mất đạo lý thì ít người giúp mà nước mất, không phải vì những thứ ấy. Trở lên là kỷ An Dương Vương, khởi từ năm Giáp Thìn đến năm Quý Tỵ là hết tất cả 50 năm, 2 năm 7208 TCN.